Sốt là thuật ngữ đại diện cho strength, điểm mạnh, weaknesses, điểm yếu, opportunity, cơ hội, và threat, thách thức, strength và weaknesses đại diện cho những yếu tố trong nội bộ của doanh nghiệp. Đây là hai yếu tố bạn có thể kiểm soát và thay đổi được, thường các yếu tố này có liên quan tới hoạt động công ty, Tài sản thuộc về doanh nghiệp, phát triển sản phẩm, opportunity và threat là các yếu tố bên ngoài, thường liên quan tới thị trường và mang tính vĩ mô, doanh nghiệp hoàn toàn có thể nắm bắt cơ hội nhưng cũng phải quan tâm và đề phòng tới những thách thức từ bên ngoài có thể sẽ ập tới. Với những yếu tố này, doanh nghiệp thường không thể kiểm soát và thay đổi được như các vấn đề về đối thủ cạnh tranh, giá nguyên vật liệu đầu vào, xu hướng mua sắm của khách hàng và nhiều hơn nữa.